giới thiệu quý vị các bạn, đây là anh Tiệp nha. Anh đang đánh bột để làm mì đây. Trong đây là bột với gì vậy Tiệp? Dạ, bột với trứng không? Trứng ha. Cái này là đánh gần xong chưa? Dạ, đánh này là mới có một phần à, còn ra bàn, còn quýnh một lúc nữa mình mới chém được. À, rồi vậy là mình quay cái này xong, cái khi Tiệp mà ra bàn đó mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Cái này gần xong chưa Tiệp? Dạ, gần xong rồi. Rồi, vậy thôi mình quay luôn. Này cho các bạn xem là Tiệp lấy bánh ra và đưa lên bàn để mà kéo luôn nè. Hiện giờ là Tiệp đang đánh bột ra để mà kéo thành những sợi mì nha. Mình quay từng công đoạn cho các bạn xem luôn. Các bạn, đây là cái tủ phía trước của Tiệp đây, mì kéo Kung Fu, mì tươi kéo sợi đây. Mình đi ngang mình thấy các bạn thấy là đập vô mắt mình thấy hấp dẫn rồi, nên mình vô mình quay cũng ngay cái dịp mà Tiệp cũng vừa chuẩn bị làm luôn, nên mình ghé mình ăn mà mình quay cho các bạn xem cái công đoạn này luôn nha. Mình làm mình đánh này nào khoảng bao lâu mới kéo được cái sợi mì ra? Khoảng tầm 20 phút. 20 phút lận. Oh. Tiệp nay nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 27. 27. Trẻ quá, có tài ghê ha. Ở qua em mở quán ở Sa Đéc này nè. Hiện giờ em có một cái chi nhánh nào khác nữa không? Dạ không, em mới mở có một quán à. À, cũng mới lập nghiệp ha. Dạ. Cái này là em học ở mì này nè, là ở nhà dạy hay là mình học của ở chỗ nào? Đó, em đi học ở trên Sài Gòn á. Ha. À. Rồi, vậy là Tiệp học ở Sài Gòn nha các bạn. Và hôm nay có quán này là cái khởi nghiệp đầu tiên luôn. Mong rằng sẽ món mì sẽ đưa em lên đến tầm cao mới nha. Địa chỉ chỗ mì tươi kéo sợi thì 209 Lý Thường Kiệt, khóm 4 phường 1 ở thành phố Sa Đéc nha các bạn. Và đây số điện thoại đây. Thì quán này cũng mới mở và mình đi ngang mình thấy một cái sự mới lạ của Sa Đéc này. Mình tới mình quay luôn. Thấy lý thú lắm. Tại vì bàn để mà kéo sợi mì á thì đã được để phía trước. Thì lúc làm sẽ được những người ăn á, hoặc là khách đi ngang á, sẽ quan sát được trong lúc công đoạn làm mì luôn. Rất thú vị nha các bạn. Làm có mỗi tay không em? Dạ, quen rồi anh. Quen ha, chứ nếu mà anh lâu lâu anh làm là hồi đuối phải không? Đập từ từ nó quen rồi. Ừ. Cái em cặp đó là khoảng 1 ký hả? Mày 3 ký luôn. 3 ký luôn. Trời ơi, vậy là cũng làm cũng đắm đuối lắm nha. Công đoạn này nè, là công đoạn mà hấp dẫn nhất. Thì sẵn mình cho các bạn biết là địa chỉ này nè, nằm ở cầu Đinh nha. Và bên ngay ở chỗ shop Ái Phương ở Sa Đéc á, thì quẹo vô là gặp à. Wow, hấp dẫn quá. Mới nãy mình hỏi á, là này đang kéo là 3 ký mì nha các bạn. Thank you.
thật hấp dẫn các bạn ơi. Mình lần đầu tiên mình xem được là kéo sợi mì ra sao đây. Và mình nghĩ rằng cái đoạn video này sẽ gây một sự thú vị, sẽ hấp dẫn cho các bạn xem nha. Bên đó mình rắc hộp cho bỏ nó đừng có dính ha. Kéo đẹp quá các bạn. Các bạn xem video thấy hay ha, các bạn nhớ like và chia sẻ và đăng ký kênh mình nha. Thì mình đang quay cho các bạn xem là công đoạn kéo sợi mì. Ở đây là quán mì tươi, ăn rất ngon, và hôm nay mình ghé để mình quay cho các bạn xem cái công đoạn này luôn. Và mình chút xíu á, mình sẽ cho các bạn ăn để mà đánh giá với quán mì này nè, ăn có ngon hay không nha. Quay chi tiết là trong tô mì sẽ có những gì. Đây nè, cái này là đã xong rồi nè các bạn. Hay quá. Rất đều luôn nha các bạn. Quán này em mở được bao lâu rồi? Dạ, em mở được 1 tháng rưỡi. Tháng rưỡi rồi. Em học cái nghề này bao lâu rồi Tèo? Dạ, em học 6 tháng. 6 tháng. Mà ra bán thì 1 tháng rưỡi rồi ha. Vũ vậy là ra điều sợi nha các bạn. Đây, quá hấp dẫn luôn. Giờ mình đang quay cho các bạn xem là em Kiệt kéo mì sợi tròn. Và hiện tại giờ này em nói sẽ kéo cái mì sợi dẹp cho mình xem nha. Rồi, các bạn hãy đón xem Kiệt đang làm cái mì dẹp đây. Mì sợi dẹp nè các bạn, quá đều luôn. Đây, em sẽ kéo thêm nữa đây. Và nó làm rất khéo tay luôn, đều tay dễ sợ luôn. Ok, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây là menu của quán này các bạn. Thì đây cái giá này 40, 30, 35 này nọ luôn nè các bạn. Đây là tô mì tươi xá xíu và hải sản nha các bạn. Thì mình thấy là có một con tôm, có mực nè, trứng cút và xá xíu nha các bạn. Xá xíu ở đây ăn thơm, ngon lắm.
và cá nước ở đây thì cực kỳ ngon luôn. Bây giờ mình sẽ dùng nha. Ở đây những miếng xá xíu các bạn, ăn cực kỳ ngon luôn. Mình đang ăn là tô xá xíu và hải sản. Mình sẽ ăn mì, đánh giá cho con mì này ngon nha các bạn. Dài nè, thơm lắm các bạn, thơm một dài cực kỳ luôn, giòn dai luôn, túc tắc luôn nha các bạn. Các bạn dài luôn thấy không? Cực kỳ ngon luôn. Ăn tôm luôn. Tôm ngon cực kỳ luôn. Tươi gói luôn. Theo mình đánh giá thì tôm ăn là chín đáng tiền quá, tại vì tôm này nè là 40, mì ăn rất thơm, rồi cái món xá xíu nữa này chắc miếng bự luôn, miếng dày luôn, ăn thơm lắm các bạn. Các bạn thì đến dùng thử quán này một lần, bảo đảm các bạn sẽ mê, cực kỳ ngon luôn nha các bạn. Các bạn xem video thế này á, các bạn nhớ thấy ý nghĩa các bạn hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Mình sẽ review nhiều cái điều lý thú ở xung quanh cuộc sống mình nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.